khi mình đến với thiền ca cũng là một cơ duyên, và mình được biết các cái sứ mệnh của thiền ca thông qua một bài báo hành trình của cộng đồng doanh nhân thiền ca 11 năm. Và mình biết là trong cái hành trình của thiền ca ấy, có 11 sứ mệnh, và mình rất ấn tượng với những cái sứ mệnh của thiền ca mang đến. Đó là đặc biệt là cái sứ mệnh là trao yêu thương, hay là những cái gieo duyên về kinh Phật đến với tất cả người dân, hay là những người đến trong cộng đồng doanh nhân thiền ca. Đó là một trong những cái sứ mệnh mà mình cảm thấy rất là thích, và cảm giác là mình, cái tâm nguyện của mình là muốn phát nguyện rằng là mình muốn đồng hành cùng doanh nhân thiền ca. Chúng tôi hạnh phúc.